Trời đất ơi. Nè, hai đứa, sao vậy con? Sao có phòng ngọn ốc mộng lên rồi ngủ ngồi đây ngủ gà ngủ gật vậy nè? Dạ. Gì mẹ? Trời ơi. Mẹ nói gì? Mày điếc thì gì sao vậy mẹ nói mà không nghe. Quên. Mình trấn hai cục bông gòn vô lỗ tai không nghe gì hết. Sao vậy? Trời ơi, không rày là ba đó. Ba không biết bị cái gì mà tối cái ba ngủ ba ngái như là sáng cạp vậy đó. Rồi cứ 2 phút các bạn. 2 phút cái. Ôi con ngủ không được luôn mẹ ơi. Ghê to quá mẹ ơi, không ngủ nổi luôn. Ôi tụi con không có biết vậy. Tụi con mới chịu đựng có mấy ngày nay mà tụi con làm quá à. Mẹ ở với ba con mấy chục năm nay rồi. À mẹ nói thiệt á nghe. Chỉ mấy ngày hôm nay thôi là ba con mới ngái volume lớn hơn vậy thôi. Chứ mọi bữa đó ông ngái nhu mì êm ái dễ thương lắm. Nhưng mà nói nghe nè, người lớn tuổi mà hả, ta ngủ ngái là chuyện bình thường mà có gì đâu tụi con làm thế ghê vậy. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ phải tính cái cách nào đi chứ, như vậy con thấy không có ổn đâu, ảnh hưởng nguyên cái nhà mình luôn đó. Đúng rồi, tụi con thì không sao, nhưng còn hai đứa nhỏ nó còn đó, phải ngủ nghe, nó đi học đi hành nữa mẹ. Vậy là ông nội nó ngái mà cả nhà không ai ngủ được thì đó. Vậy mà có cách này nè. Cách gì mẹ? Thôi để ba mẹ dọn qua chỗ khác ở, để cho tụi con, gia đình tụi con êm ấm ha. À, con thấy cách này hay đó mẹ. Cái gì? Không, lột. Không tại mà. Con mất ngủ quá, con sản rồi. Đâu có được mẹ, phải ở với con cho con bao hiu chứ. Bây giờ nè, sao ta? Đúng, con nói cũng đúng á. Mấy đứa nhỏ nó không ngủ rồi sao, nó có sức mà nó đi học phải không? Dạ. Thôi ngày mai kêu thợ tới làm cái phòng cách âm đi. Nghe, phòng cách âm cho ổng ngái gì có lớn hay sao, con không nhầm nhò. Nếu mà ngái lớn thì lấy bông tay nhét vô. Mẹ, con nhét rồi đó mẹ. Mà làm như tiếng ngái của ba nó bự quá, nó xiên qua cái bông luôn. Nó xiên vô cái lỗ tai con luôn. Trời, không ngủ được. Lỗ này là lỗ thứ 80 rồi đó mẹ. 80 lỗ bông gòn rồi. Nói quá à, trời. Nội thiệt, cái tiền lương tụi con làm ra mua bông gòn phải cũng hết nữa. Trời ơi, nói gì quá à. Con làm hơi lố à. Mới có 2-3 ngày nay thôi. Trời giờ ơi, biết sao mẹ không có ngờ là ba con mà là ảnh hưởng cho cả nhà này. Thì đó. Thương quá à. Giờ sao? Mẹ có cách nào nữa không mẹ? Có cách. Cách nào mẹ? Thôi, vì tiếng ngái của ông nội mà ảnh hưởng cả nhà. Dạ. Mẹ có cách rồi. Cách gì mẹ? Tối nay ba với mẹ đi vô phòng của con Lý á. Mà con biết mà phòng con Lý nó đâu có lớn, nó có chút xíu à, không có máy lạnh nữa. Rồi ba mẹ ngủ ở trong. Mà nếu ba con một ngái lớn, mẹ bóp cổ cho ông chết cho vừa lòng gia đình con. Mẹ, trời ơi, thiệt chứ. Giận sao? Đụng tới cái mẹ lẫy hà, thiệt cái tính của mẹ, thiệt. Không biết sao nữa. Đó đâu có vậy mà sao bây giờ. Hồi đó mà vậy thì tôi đâu có lấy ông đâu. Vô đây, Nghiệp, hành động. Bởi vì sao mà ngủ nổi vậy? Nửa đêm mà con tưởng ai lên đồng lên cốt. Bây giờ nè, bây giờ muốn ba con mà bớt ngái, cho ông nằm thẳng, ông sẽ ngái. Nên là nghiêng, lật lật ba qua. Nằm nghiêng. Lật lật ba bay qua. Cái gì vậy? Có ai dựa ba không sao? Nó bị bà. Lật ghê lắm. Lật qua. Ông ba ngái như đại liên vậy tình. Ông ngủ sai lắm. Lật qua. Lật qua. Lật. Vì sức khỏe của cả nhà nha ba. Lật qua. Lật qua. Thấy không? Ôi mẹ hay quá. Giận sao? Lật qua cái băng lật qua. Bây giờ nè, lật qua cho ổng ôm. Ổng ôm thì ổng sẽ có độ ôm, ổng sẽ không lật qua nữa. Bây giờ có cái gì ôm là ba sẽ nín ngái hả? Ừ. Rồi con biết rồi. Sao? Mẹ vô nằm cho ba ôm đi. Ôi, nóng nực muốn chết à. Lâu nay giỡn con mà. Không có được, ôm nhột nhạt nó ngủ không được đâu. Rồi đó giờ ổng ôm luôn hả? Ổng ôm. Ổng ôm mà bốn đứa con. Mày hay quá. Thôi rồi lấy ôm cho ba mà. Lật qua. Yêu quá. Ôi, đưa đi món nhà ta. Chắc rồi. Đứng nhái nha. Trời ơi, hay quá, xuất sắc mẹ ơi. Đúng là không ai hiểu chồng bằng vợ.
về cái này. Trời đất ơi, ba nhả ra ba nãy còn to hơn nữa. Ba bây giờ đồ đi mon rồi. Bây giờ nếu mà ông nằm vậy thì ông sẽ ngái. Bây giờ mình đỡ, mình kê đi, cho ông cao lên cái miệng ông khép lại, ông sẽ không ngái nữa. Cao lên, kê cao lên. Kê cao, kê cao lên, kê cao lên. Lấy gối kê cao lên. Ghi đọc lên, để cái ghế vô, để cái gối vô, để cái gối vô, để cái gối vô, để cái gối vô. Trời đất cao đất ơi, đứa gì cao vậy cho ba mày ngủ hộ hả? Mày á, ý cổ ba mày sao? Cao gì được rồi. Sao, trời ơi, cũng ngái nữa kìa, mệt quá. Bực quá rồi nghe. Bây giờ cao cũng không được. Trời ơi, làm cái kiểu nào cũng còn ngái là sao? Mẹ còn một cách. Cách gì mẹ nói đi. Cách này là nín khe không có ngái nữa. Cách gì mình chơi liền. Vậy, vậy, vậy. Vậy. Ôm gối ở phòng khác ngủ. Trời ơi. Ngái quá ai ngủ cho nổi. Trời ơi sao bà ác vậy. Mẹ ơi, trời đánh tránh bữa ngủ mà mẹ. Mở cửa ra, mở cửa cho ba mày đi. Đi. Thôi mà mẹ. Đi qua phòng khác ngủ. Thôi mà mẹ, thôi. Đó. Đừng mà, thôi. Ờ, đừng mà mở cửa lẹ lên. Đi. Sao bà ác quá. Chết mày rồi. Nội, nội làm cái gì vậy nội? Cho ông nội ngủ ké một tí. Ông nội ngủ một mình không được. Mọi ngày ngủ á, có bà nội ngủ kế bên bảo vệ ông nội bữa đây. Bà nội đi rồi nên cho ông nội ngủ ké nghe. Bây giờ ông nội hứa với con là ông nội đừng ngái nha. Rồi con sẽ cho ông nội ngủ ngay và luôn luôn. Ừ. Cái gì vậy? Con tỉnh giết nội à? Giờ nội ngáy quá rồi, con phải lấy gối bịt miệng nội, nội khỏi ngáy nữa thôi. Nội ngủ có ngáy gì đâu. Hồi nãy nội hứa là nội không ngáy mà. Nội ngáy hoài à. Thôi, nội ngủ ở trên giường này nha. Con vô sofa ngủ. Con đi đâu vậy? Thì con xuống sofa ngủ. Trời ơi, sao cái nhà này kỳ ghê. Ai cũng xa lánh mình hết vậy ta. Sao mình đi đâu là ông nội đi theo đó vậy? Alo, bác sĩ ơi.